Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Trước khi đi vào nội dung bài học mới, cô và các em sẽ cùng nhau sửa cái bài tập mà ở tiết trước cô đã dặn các em làm ha. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tính tỷ lệ gia tăng dân số của nước ta. Công thức thì cô cũng đã cho các em cái công thức rồi. Muốn tính cái tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thì chúng ta sẽ lấy tỷ xuất sinh trừ cho tỷ xuất tử chia cho 10. Và như vậy năm 1979 chúng ta ra kết quả là 2,53. Năm 1989 kết quả là 2,15. Đến năm 1999 là 1,43. Năm 2009 là 1,08. Năm 2015 là một cô xin lỗi là 0,94, và năm 2019 là 1%. Như vậy các em so cái đáp án của mình xem nếu có sai thì các em chỉnh sửa nhé. Bây giờ chúng ta qua đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là hãy vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 1979 và năm 2019. Chúng ta lưu ý là cái bảng số liệu này có tới 6 năm nhưng cô chỉ yêu cầu các em vẽ 2 năm thôi. Do đó chúng ta để ý cái năm 1979 nè, có hai số liệu, cao nhất là 32,5 nè. Và năm 2019 nè cũng có hai số liệu và số cao nhất là 16,3. Như vậy cô sẽ lựa chọn con số cao nhất để cô chọn cái khoảng cách trên cái và chia cái tỷ lệ trên biểu đồ. Như vậy là 32,5 là con số lẻ. Cô sẽ làm tròn số là 35 và cô sẽ chia làm 7 đoạn bằng nhau. Như vậy mỗi một đoạn như vậy sẽ tương ứng là 5 phần nghìn. Như vậy chúng ta quan sát cái biểu đồ nè. Đầu tiên là chúng ta vẽ cái trục thẳng đứng và cái trục nằm ngang. Cái hệ trục này, hai cái đường này sẽ cách nhau một cái điểm. Điểm đó chính là năm 1979 và cũng là điểm số 0 nè. Trên cái trục tung này chúng ta chia 7 đoạn như khi nãy cô nói, là mỗi một đoạn tương ứng là 5 phần nghìn. Còn cái trục nằm ngang này là thể hiện mốc thời gian. Thì chúng ta mốc thời gian là các năm chúng ta ghi trên hai cái đầu trục này, chúng ta nhớ ghi giá trị nha. Nếu mà các em thiếu cái giá trị trên hai đầu trục này là chúng ta sẽ bị trừ điểm, ít nhất là 0,25 điểm. Rồi bây giờ chúng ta xem ở năm 1979 cái tỷ xuất sinh là 32,5 phần nghìn. Thì như vậy chúng ta sẽ xem nè, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Như vậy 32,5 nằm ở cái vị trí này, cô đánh dấu một điểm. Đánh dấu một điểm. Và năm 2019 cái tỷ xuất sinh của nước ta là 16,3. Như vậy đây 5, 10, 15, 16,3 nằm ở khoảng vị trí này. Chúng ta sẽ dùng cái cây thước chúng ta giống ngang qua. Chúng ta đánh dấu cái điểm thứ hai và chúng ta sẽ nối cái điểm thứ nhất và cái điểm thứ hai này lại với nhau, thì chúng ta sẽ được một cái đường biểu diễn về cái tỷ xuất sinh của nước ta. Cái màu đường màu xanh này nè là thể hiện cái tỷ xuất sinh của nước ta. Tương tự như vậy, năm 1979 thì cái tỷ xuất tử là 7,2, thì ở đây là 5% là 7,2 nằm ở vị trí này. Cô đánh dấu một điểm. Đến năm 2019 tỷ xuất tử là 6,3. Đây 5 là 6 nằm ở khoảng này, và chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua và chúng ta đánh dấu cái điểm thứ hai. Và chúng ta nối hai điểm này lại với nhau, chúng ta sẽ có một cái đường tỷ xuất tử. Như vậy chúng ta đã vẽ xong được cái đường tỷ xuất sinh và tỷ xuất tử. Và cái khoảng cách mà nằm giữa tỷ xuất sinh và tỷ xuất tử này cô gọi đó là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Và sau khi cô vẽ cái biểu đồ xong, ở các cái điểm cô đánh dấu, cô ghi số liệu vào. Ghi số liệu đầy đủ và cô làm cái chú thích bên dưới giải thích cái đường màu xanh là tỷ xuất sinh, màu đỏ là tỷ xuất tử và cái miền mà cô gạch chéo đó là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Là cô đã vẽ xong biểu đồ nhưng chưa đầy đủ. Để mà vẽ cái biểu đồ xong thì chúng ta cần phải thực hiện một cái bước cuối cùng nữa, đó là chúng ta ghi tên cái biểu đồ. Là biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng dân số tự nhiên nước ta năm 1979 và năm 2019, thì chúng ta mới hoàn tất cái phần vẽ cái biểu đồ này.
À, như vậy nếu như em nào các em đã vẽ sai thì các em chỉnh sửa sửa lại cái bài của mình, còn bạn nào mà chưa có vẽ thì chúng ta cũng vẽ lại cái biểu đồ này, bởi vì cô có nói qua là trong cái chương trình địa lý lớp 9 có rất nhiều bài chúng ta vẽ biểu đồ, và nếu mà các em không vẽ thì mai mốt á, mà làm bài kiểm tra nếu mà có cho vẽ biểu đồ thì các em sẽ không vẽ được ha. Như vậy cái phần bài tập cô đã sửa cho các em xong, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung thứ ba, đó là bài phân bố dân cư và các loại hình quần cư ở nước ta. Bài này cũng có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về mật độ dân số và sự phân bố dân cư. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại hình quần cư, và nội dung thứ ba đó là đặc điểm đô thị hóa ở nước ta, và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một. Nội dung thứ nhất đó là mật độ dân số và sự phân bố dân cư. Chúng ta đi phần một nhỏ là mật độ dân số. Nói đến mật độ dân số thì các em đã học về cái khái niệm này rồi, nên là cô sẽ không nhắc lại. Các em có còn nhớ là mật độ dân số chúng ta đã học ở chương trình của lớp mấy hay không nè? Đó là chương trình lớp 7 ở bài số 2. Cô không nhắc lại khái niệm, nhưng cô yêu cầu các em là cần phải nắm được cái cách tính mật độ dân số. Như vậy chúng ta có cái công thức để tính mật độ dân số như thế nào? Đây là kiến thức các em đã học rồi nha. Cách tính mật độ dân số là chúng ta sẽ lấy cái số dân, đơn vị là người, chia cho diện tích, đơn vị là km vuông. Chúng ta sẽ ra số liệu về mật độ dân số, đơn vị là người trên km vuông. Như vậy chúng ta tính cái số liệu mật độ dân số để làm gì? Số liệu mật độ dân số cho chúng ta biết được điều gì? Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết được cái tình hình phân bố dân cư của một địa phương nào đó, cao hay thấp, nhiều hay ít, đông dân hay là thưa dân. Bây giờ chúng ta hãy quan sát một cái bảng số liệu. Đây là bảng mật độ dân số trung bình của thế giới và Việt Nam giai đoạn năm 1995 đến năm 2016. Ở trong cái bảng số liệu này chúng ta thấy có 6 năm, có thể nói là có 4 năm. 4 năm thì chúng ta xem mà cái mật độ dân số của thế giới và Việt Nam qua 4 năm. Chúng ta thấy các số liệu này có thay đổi hay không, và thay đổi theo chiều hướng như thế nào các em? Chúng ta thấy là số liệu về mật độ dân số của thế giới và Việt Nam đều thay đổi qua các năm theo cái chiều hướng là tăng dần. Không nào. Và bây giờ chúng ta hãy so sánh mật độ dân số của Việt Nam so với thế giới ở mỗi năm. Chúng ta xem mật độ dân số của Việt Nam so với thế giới qua các năm trong cái bảng số liệu này thì các em thấy rằng cái mật độ dân số Việt Nam như thế nào các em? Cao hơn so với thế giới, không nè? Năm 2016 này nè, nếu chúng ta tính cái mức chênh lệch giữa cái mật độ dân số trung bình của thế giới và Việt Nam thì chúng ta thấy cái mật độ dân số trung bình của Việt Nam ở gấp 5 lần so với mật độ dân số trung bình của thế giới. Như vậy từ cái bảng số liệu này chúng ta rút ra được hai kết luận. Kết luận thứ nhất là mật độ dân số nước ta ngày càng tăng, và cái kết luận thứ hai là nước ta có mật độ dân số thuộc vào loại cao trên thế giới. Bây giờ chúng ta qua tiếp một cái bảng số liệu kế tiếp. Đây là bảng số liệu mật độ dân số của nước ta qua các năm. Thì ở đây chúng ta thấy mật độ dân số của cả nước nè, đều thấy có sự thay đổi theo hướng tăng dần nè. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta xem coi ở nước ta có 7 vùng kinh tế. Nè, 7 vùng kinh tế thì chúng ta xem cái mật độ dân số ở 7 vùng kinh tế này. Chúng ta hãy so sánh và cho cô nhận xét coi. Mật độ dân số giữa các vùng này chúng ta thấy như thế nào? Có sự khác biệt nhau, có không nào? Không đồng đều, có sự khác biệt nhau. Vậy thì các em hãy xem trong cái bảng số liệu này và hãy xác định cho cô vùng nào là vùng có cái mật độ dân số cao nhất và vùng nào là vùng có mật độ dân số thấp nhất ở nước ta. Chúng ta theo dõi các năm nha. Thì chúng ta thấy cái mật độ dân số của các vùng kinh tế này là đều tăng dần qua các năm. Tuy nhiên là mật độ dân số của các vùng này không đồng đều. Vùng mà có cái mật độ dân số cao nhất, đây, đó là đồng bằng sông Hồng, có cái mật độ dân số cao nhất.
và vùng có cái mật độ dân số thấp nhất, chúng ta so sánh coi, Trung du miền núi Bắc Bộ nè, Tây Nguyên nè, thì giữa hai cái vùng này thì chúng ta thấy Tây Nguyên năm 2017 so với lại Trung du miền núi Bắc Bộ thì Tây Nguyên là nơi có cái mật độ dân số thấp nhất. Như vậy nếu chúng ta so sánh cái mật độ dân số của cái đồng bằng sông Hồng này nè, chúng ta so sánh với cái mật độ dân số trung bình của cả nước thì chúng ta thấy rằng là vùng đồng bằng sông Hồng này gấp 4,7 lần so với mật độ dân số trung bình của cả nước. Và nếu so với lại Tây Nguyên thì chúng ta thấy cái vùng Tây Nguyên này thì đồng bằng sông Hồng gấp tới 13 lần so với Tây Nguyên. Từ bảng số liệu này chúng ta rút ra là kết luận là cái mật độ dân số của các vùng trong nước có sự khác biệt nhau. Chúng ta tìm hiểu tiếp cái nội dung kế tiếp, đó là sự phân bố dân cư. Dựa vào cái lược đồ phân bố dân cư và các đô thị ở Việt Nam, các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau. Hãy nhận xét về sự phân bố dân cư của nước ta qua cái lược đồ này. Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên các em phải quan sát cái bảng chú thích của cái lược đồ này qua cái thang màu sắc nè các em. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đây màu đỏ là nơi có mật độ dân số là 1.000 người trên 1 km vuông. Nơi rồi kế đến đó là cái miền màu hồng nè, nơi có cái mật độ dân số từ 501 cho đến 1.000 người trên 1 km vuông, và cái màu vàng cam này là nơi có cái mật độ dân số trung bình là từ 101 cho đến 500 người trên 1 km vuông, và cuối cùng đó là màu vàng nhạt là nơi có mật độ dân số trung bình khoảng 100 người trên 1 km vuông. Như vậy chúng ta dựa vào cái lược đồ này, chúng ta thấy cái tỷ lệ của các cái màu á có đều nhau hay không các em? Nó không đều. Chúng ta thấy tỷ lệ của các màu nè, chúng ta thấy nó không có đều nhau. Như vậy thì từ cái lược đồ này cũng như là từ cái thang màu trong cái lược đồ này, chúng ta có thể kết luận là sự phân bố dân cư của nước ta không đồng đều. Không đồng đều. Vậy thì hãy cho biết nơi nào là nơi đông dân và nơi nào là nơi thưa dân ở nước ta. Kết hợp với cái bảng số liệu mà chúng ta mới vừa phân tích đó, thì chúng ta thấy thường nơi đông dân đó chính là các cái đồng bằng và các cái đô thị. Như vậy thì ở phía Bắc chúng ta quan sát ở cái vùng này nè. Vùng này là vùng chúng ta thấy cái màu đỏ chiếm cái diện tích khá lớn trong cái vùng này. Ở cái phần phía đông nam nè. Đây của cái phía Bắc đó nha các em. Đây là cái vùng đồng bằng sông Hồng, như khi nãy cô nói là vùng đồng bằng sông Hồng có cái mật độ dân số cao nhất ở nước ta ha. Và đây là cái vùng thứ hai nè, vùng thứ hai đây là vùng Đông Nam Bộ ha. Vùng Đông Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, còn đồng bằng sông Hồng thì chúng ta thấy có thủ đô Hà Nội. Đây là hai nơi mà có mật độ dân số thuộc vào loại cao nhất nhì ở nước ta đó. Như vậy thì nơi nào là nơi thưa dân? Nơi nào là nơi thưa dân? Chúng ta thấy nơi thưa dân đó là cái miền màu vàng. Chúng ta thấy cái chiếm cái tỷ lệ khá lớn ở trên lãnh thổ của Việt Nam nè. Chính xác đó là phía Bắc. Đó là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Đến kế tiếp nữa là vùng Trường Sơn và Tây Nguyên. Đây là vùng Tây Nguyên nè. Như vậy nơi có cái mật độ dân số thấp nhất đó là Tây Nguyên, kế đến đó là Tây Bắc. Và vì sao lại có sự khác biệt về phân bố dân cư như vậy? Thì đây cũng là cái kiến thức mà các em đã học, các em đã được học ở cái chương trình địa lý lớp 7 rồi ha. Thì cô nhắc lại, những nơi đông dân thường là những nơi mà có cái điều kiện sống, cái giao thông thuận lợi, điều kiện sống và giao thông thuận lợi là những nơi nào đó là đồng bằng, địa hình bằng phẳng nè, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, rồi thuận lợi cho việc đi lại, vân vân, nơi đó thường là nơi đông dân. Thế còn nơi nào là nơi thưa dân? Nơi thưa dân thường là miền núi, ở trung du hay là các cao nguyên, bởi vì địa hình nơi đây rất là dốc, rất là hiểm trở, khó khăn cho việc đi lại.
cái điều kiện dân cư sống ở cái vùng núi không chỉ khó khăn về mặt địa hình mà khí hậu ở cái vùng núi còn thay đổi theo độ cao hay thất thường nữa. Như vậy, những nơi là vùng núi, vùng Tây Nguyên hay những vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo thường là nơi thưa dân. Như vậy thì cái sự phân bố dân cư không đồng đều đó nó có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước hay không các em? Có. Sự phân bố dân cư không đồng đều sẽ dẫn đến sự phát triển về kinh tế cũng như xã hội giữa các vùng cũng không đồng đều. Và vì vậy mà nhà nước ta đã thực hiện những cái chính sách phân bố lại dân cư như ở cái bài 1 mà cô cũng từng nhắc qua với các em đó, là khuyến khích một số người dân ở cái vùng núi Tây Bắc này nè di cư xuống những cái vùng có cái điều kiện sống khá hơn, tốt hơn, đó là cái vùng Tây Nguyên nè, để sinh sống. Vùng Tây Nguyên là vùng mà có tiềm năng về kinh tế rất lớn, nơi đây cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất lớn nhưng mà lại là vùng mà dân cư thưa thớt nhất ở nước ta, và sự di chuyển dân cư từ cái vùng Tây Bắc này đến cái vùng Tây Nguyên đã dẫn đến sự phân bố lại dân cư của nước ta trong những năm gần đây. Đó là cái phần nội dung thứ nhất của bài, đó là mật độ dân số và sự phân bố dân cư. Các em sẽ ghi cái nội dung phần thứ nhất này vào trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nội dung thứ hai là các loại hình quần cư. Đây cũng là kiến thức mà các em cũng đã học rồi ở cái bài số 3 trong chương trình địa lý lớp 7. Nhắc lại cho cô biết trên thế giới có mấy loại hình quần cư nè. Có hai loại hình quần cư. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát một số những cái bức tranh sau đây. Đây là những cái bức tranh về loại hình quần cư nào các em? Đó là loại hình quần cư nông thôn. Như vậy bây giờ chúng ta quan sát kỹ cái nội dung của các bức tranh. Đầu tiên là chúng ta thấy là cái mật độ dân số nhà cửa nơi đây như thế nào, và cái kiến trúc, cái quy hoạch, cái cấu trúc nhà cửa nơi đây nè, như thế nào, để từ cái mật độ về nhà cửa để chúng ta sẽ trả lời xem là nơi đây có cái mật độ dân cư như thế nào. Và chúng ta cũng nhìn cái quang cảnh trong cái các bức tranh này để chúng ta có thể trả lời được các hoạt động kinh tế nơi đây chính là những cái ngành nào nhé. Bây giờ chúng ta qua tiếp một cái loại hình thứ hai. Đây, chúng ta xem các bức tranh. Đây là loại hình gì các em? Đây là loại hình quần cư thành thị. Như vậy, khác với cái quần cư nông thôn thì chúng ta thấy cái mật độ nhà cửa nơi đây như thế nào nè. Từ cái mật độ nhà cửa ở đây thì chúng ta có thể trả lời được là cái mật độ dân số nơi đây như thế nào. Và cái kiến trúc của quy hoạch nhà cửa nơi đây có khác biệt gì so với ở cái vùng nông thôn cũng như các hoạt động kinh tế chính của thành thị, đó là những cái hoạt động kinh tế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh sự khác nhau giữa hai loại hình quần cư nông thôn và thành thị qua một cái bảng so sánh như sau. Chúng ta so sánh về tên gọi, về kiến trúc quy hoạch, về mức độ tập trung dân cư cũng như hoạt động kinh tế của hai loại hình quần cư nông thôn và thành thị. Bây giờ chúng ta tìm hiểu trước cái quần cư nông thôn nhé. Ở vùng nông thôn thì ở cái vùng nông thôn người dân thường sinh sống tập trung thành các cái điểm dân cư, và tùy theo mỗi dân tộc mà các điểm dân cư đó có cái quy mô về dân số khác nhau cũng như là cái tên gọi cũng khác nhau. Đối với người người Kinh, dân tộc Kinh á, thì họ có những cái tên gọi như là làng, xóm, ấp. Nhưng mà đối với những cái dân tộc sống ở vùng núi phía Bắc như là người Thái, người Tài, người Nùng, người Mường, vân vân, thì họ gọi những cái điểm quần cư này là bản. Nhưng mà những cái người dân tộc ít người sống ở Trường Sơn, dãy Trường Sơn cũng như là Tây Nguyên thì người ta gọi những cái điểm dân cư đó là buôn, pley. Hay là những cái dân tộc sinh sống ở Nam Bộ như là người Khmer, người Chăm thì người ta gọi là phum xốp.
Như vậy tùy theo mỗi dân tộc thì cái điểm dân cư ở vùng nông thôn có những cái tên gọi khác nhau. Và khi nãy các em cũng đã quan sát những cái bức tranh ở quần cư nông thôn rồi thì chúng ta thấy nhà cửa nơi đây như thế nào nè. Nhà cửa của các vùng nông thôn á thì thường là nằm phân tán rải rác. Nhà cửa thường gắn với lại ruộng vườn, xen lẫn với ruộng vườn. Và được phân tán mức độ như vậy, cái nhà cửa mà nằm phân tán xen lẫn ruộng vườn như vậy thì cái mức độ tập trung dân nơi đây như thế nào nè, cái mật độ dân số nơi đây thấp và dân cư sống thường là trải rộng theo cái lãnh thổ, và các điểm dân cư ở đây là nằm cách xa nhau. Hoạt động kinh tế của nông thôn đó chính là các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp hay là ngư nghiệp. Như vậy, qua đến cái quần cư thành thị, thì với cái quần cư thành thị thì lại có những cái tên gọi khác so với cái quần cư nông thôn. Đó là ở thành thị có những cái tên gọi như là phố, phường hay là tổ dân phố. Và nếu như nhà cửa ở quần cư nông thôn là nằm rải rác, xen lẫn đất canh tác, đất ruộng, vườn thì ở thành thị nhà cửa nằm san sát lẫn nhau và có rất nhiều nhà cao tầng, biệt thự, nhà vườn, nhà ống nằm xen kẽ lẫn nhau. Do nhà cửa nơi đây chúng ta thấy nằm san sát lẫn nhau như vậy, cái mật độ tập trung dân cư nơi đây như thế nào các em? Rất là đông đúc, dân cư phân bố tập trung nha, và các hoạt động kinh tế chủ yếu nơi đây đó chính là công nghiệp và dịch vụ. Như vậy là chúng ta thấy giữa hai loại quần cư nông thôn và quần cư thành thị có sự khác biệt nhau về tên gọi cũng như là kiến trúc, về mật độ tập trung dân cư và hoạt động kinh tế. Ngoài ra thì cái lối sống nông thôn và cái lối sống đô thị nó cũng có sự khác biệt nhau. Bây giờ chúng ta hãy quan sát một cái lược đồ phân bố dân cư và đô thị ở Việt Nam để trả lời câu hỏi là cho nhận xét về sự phân bố các đô thị ở nước ta. Như vậy, quan sát cái lược đồ, ngoài cái màu sắc thể hiện trên lược đồ ra thì chúng ta thấy còn có khá nhiều những cái ký hiệu, đó là những cái hình vuông được tô màu đỏ nè, và những cái dấu chấm tròn màu xanh nè, với cái kích thước khác nhau, đó chính là thể hiện cái quy mô dân số ở các cái đô thị đó các em. Những ký hiệu này đó chính là các cái đô thị. Như vậy những cái đô thị nào mà chúng ta thấy được ký hiệu là cái hình vuông màu đỏ lớn đó, đó chính là những cái đô thị có cái số dân là trên 1 triệu dân, và những cái hình vuông màu đỏ nhỏ hơn đó là những cái ký hiệu là đô thị có số dân từ 350.000 đến 1 triệu người. Và những cái dấu chấm tròn màu xanh, chấm tròn lớn nè, là từ 100.000 cho đến 350.000 người, và chấm tròn nhỏ hơn, và đó chính là đô thị dưới 100.000 người. Và các em quan sát thì các đô thị ở Việt Nam thì chúng ta thấy là phân bố rải rác khắp nơi trên lãnh thổ của nước ta nè. Thế nhưng chúng ta thấy tập trung đông, đó chính là đồng bằng, mà tiêu biểu đó là cái đồng bằng sông Hồng nè và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra thì chúng ta thấy các cái đô thị còn phân bố ven biển nữa. Vì sao lại có sự phân bố như vậy? Thì như các em đã biết ở cái phần phân bố dân cư rồi, ở vùng đồng bằng thì là nơi có cái điều kiện tự nhiên cũng như là giao thông thuận lợi nên dân cư thường tập trung đông đúc. Bên cạnh đó, những cái vùng ven biển thì là những cái vùng mà thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán giữa nước ta với nước ngoài. Và như vậy chúng ta có thể lý giải được vì sao các cái đô thị ở nước ta là phần lớn là tập trung ở đồng bằng và ven biển nha. Cô nhắc lại là do cái vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên là phần lớn các cái đô thị nước ta tập trung ở đồng bằng và ven biển. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp một cái câu hỏi kế tiếp nữa là dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết những thay đổi của quần cư nông thôn trong những năm gần đây mà em biết nè. Cùng với cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin thì cái lối sống đô thị đã được phổ biến rộng
rải ở vùng nông thôn. À, đây được xem là một trong những cái biểu hiện của quá trình đô thị hóa. Như vậy cái quá trình đô thị hóa là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở nội dung phần thứ ba trong bài. À, bây giờ chúng ta sẽ ghi nội dung phần thứ hai, đó là các cái loại hình quần cư. À, trước khi chuyển sang phần thứ ba, chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba, đó là đô thị. Đô thị hóa là gì các em? Đô thị hóa là quá trình biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất, bố trí dân cư ở những vùng không phải là đô thị thành đô thị. À, như vậy chúng ta sẽ quan sát một cái bảng số liệu. À, dựa vào cái bảng số liệu này, chúng ta sẽ nhận xét về sự thay đổi dân thành thị và cái tỷ lệ dân thành thị ở nước ta trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2017. Như vậy thì chúng ta theo dõi các số liệu ở trong cái bài này thì chúng ta thấy là cái số dân trong cái bảng số liệu này thì chúng ta thấy cái số dân thành thị nè ngày càng tăng và cái tỷ lệ dân thành thị ở nước ta cũng ngày càng tăng. Như vậy khi cái số dân thành thị ngày càng tăng cũng như tỷ lệ dân thành thị ở nước ta ngày càng tăng thì cái số dân ở cái vùng nông thôn cũng như tỷ lệ dân ở vùng nông thôn cũng có cái xu hướng giảm dần. Vì sao lại có sự thay đổi như vậy? Thì chúng ta biết là hiện nay ở các cái đô thị, các thành thị thì có rất nhiều các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, cô xin lỗi là công nghiệp và dịch vụ cần rất nhiều cái nguồn lao động và đây là một trong những cái động lực thu hút cái người dân ở nông thôn lên thành thị sinh sống và điều đó dẫn đến là cái số dân thành thị ở nước ta ngày càng tăng và số dân nông thôn thì có xu hướng ngày càng giảm dần. So với thế giới thì cái quá trình đô thị hóa ở nước ta mặc dù là cái tốc độ đô thị hóa ở nước ta ngày càng tăng nhưng mà so với thế giới thì cái trình độ đô thị hóa ở nước ta còn thấp. Phần lớn các cái đô thị nước ta thuộc vào loại vừa và loại nhỏ. Khi nãy chúng ta quan sát cái lượt đồ thì chúng ta thấy có rất ít những cái đô thị có số dân là từ 1 triệu người trở lên. Trong khi đó trên thế giới thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái đô thị có cái số dân trên 10 triệu dân mà chúng ta thường hay gọi đó là các siêu đô thị. Điển hình đó là ở New York hay là ở London, ở Tokyo. Thì chúng ta thấy cái có một số những cái đô thị có cái số dân trên 8 triệu người. Như vậy vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu qua về cái đặc điểm về cái quá trình đô thị hóa ở nước ta. Các em ghi cái nội dung phần đô thị hóa vào trong tập nha. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cái đặc điểm phân bố dân cư cũng như các loại hình quần cư ở nước ta. Bài học hôm nay đến đây là hết. Các em về nhà, các em sẽ ghi chép bài đầy đủ, học bài và xem trước nội dung bài số 4 cho cô nha. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp các em ở tiết sau các em nha.